Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe bình an tới mọi người, cuộc sống mưu sinh cùng hướng lạc, Tết về dạo khúc nhạc tình ca, nâng chén rượu nồng ta cùng chúc xuân về phấn khởi tựa ngàn hoa. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, bất ngờ đổi vận, trả sạch nợ nần, trăm tỷ cầm tay, giàu có hơn người, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Quý vị thân mến, sống ở đời ai chẳng mong được sinh vào những nhà khá giả, có điều kiện để học hành, cũng như tạo dựng vốn liếng làm ăn, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc an vui, nhưng trời trêu thay cho kiếp người là không ai có thể chọn lựa cho mình một hoàn cảnh để sinh ra, sinh vào nhà cha mẹ là ai. Gia cảnh như thế nào là điều mà ta không thể tự quyết được, tất cả đều do nghiệp duyên quá khứ của mình dẫn dắt, ông trời không can dự vào việc thành bại, được mất của con người, mà tất cả là do luật nhân quả, do chính việc người đó đã làm, nền tảng phước báo người đó gieo trồng trong quá khứ và hiện tại. Chính vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân từng ngày, để vươn lên thì sớm muộn gì sẽ có ngày hái được những quả ngọt, ông trời sẽ mỉm cười và hạnh phúc, giàu sang sẽ tìm đến với chúng ta mà thôi. Và theo hé lộ mới nhất của giới tử vi cho biết, đúng 4 tháng đầu năm 2024 này sẽ là cơ hội vàng, có 102 cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Nếu muốn thoát nghèo đổi vận, thời gian này sẽ có sự xuất hiện của các cát tinh cùng với rất nhiều vận may kéo đến. Nếu nắm bắt kịp thời, thì cuộc sống của Kỷ Mùi sẽ bước sang một trang mới hoàn toàn. Sự nghiệp phát triển ầm ầm, tiền tài lộc lá thi nhau kéo tới, giàu có và sung túc, không phải lo nghĩ điều gì. Vậy, những cơ hội vận may nào đang chờ đón Kỷ Mùi trong 4 tháng đầu năm này? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ở nội dung chi tiết dưới đây nhé! Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, bình hòa với mệnh hỏa của tuổi Kỷ Mùi. Xét về thiên can và địa chi, thiên can Kỷ tương hợp với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn. Như vậy là rất tốt cho lá số tử vi của tuổi Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn 2024. Những yếu tố này báo hiệu cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi năm nay sẽ có sự phát triển thuận lợi, mọi việc yên bình. Để tận dụng được vận khí tốt, mệnh chủ nên làm việc chăm chỉ, chính trực và giữ vững tinh thần cầu tiến trong sự nghiệp của mình. Nhìn chung, vận trình tử vi năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sẽ hanh thông, được tạo điều kiện từ môi trường, các mối quan hệ thúc đẩy tiến bộ. Đây cũng chính là thời điểm vàng cho mệnh chủ thực hiện những kế hoạch và dự định bản thân ấp ủ, gặt hái thành công như mong đợi. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi luôn được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi, giống như hình ảnh của con vật đại diện. Những người tuổi Kỷ Mùi đa số hiền hậu và luôn vui vẻ thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Kỷ Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Tuổi Kỷ Mùi đa số có cuộc sống vui vẻ bình yên, tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng, dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Kỷ Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Để vận trình thêm phần hanh thông thuận lợi, trong giai đoạn quan trọng nhất của năm 2024 này, quý anh chị hãy cùng lắng nghe đôi lời góp ý của Minh Đường Tử Vi sau đây nhé! Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Mùi có một sự nghiệp ổn định, tiến triển từng bước rất vững vàng,
mệnh chủ duy trì những thành quả trước đó mình đã đạt được, nhưng không hề chủ quan kiêu ngạo, đối xử tử tế chân thành với đối tác cấp dưới và đồng nghiệp. Ở độ tuổi 46, Kỷ Mùi đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, chiều sâu trong công việc, vốn có tính cách thẳng thắn tích cực, để luôn giữ được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, vì thế nhận được sự kính trọng và giúp đỡ. Đối với Kỷ Mùi, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc địa vị, vì vậy họ cũng không thích quản lý chỉ đạo người khác. Kỷ Mùi thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông, hơn nữa tinh thần ham học hỏi, giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người. Năm 2024 được nhận định là một năm khó khăn về kinh tế, với ai thì đúng, riêng với Kỷ Mùi lại là một cơ hội tốt để họ có bước nhảy vọt về tiền bạc, thăng hoa trong sự nghiệp. Có thể nói rằng năm nay là một năm cực kỳ may mắn đối với bản mệnh tuổi Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Năm nay còn có sáo chính ấn và chính quan luôn phù trợ, sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh. Bạn vốn là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao nên một khi được giao cho nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Tất nhiên, quá trình làm việc không tránh khỏi va vấp, song bạn không nghĩ tới việc bỏ cuộc, tinh thần quyết tâm và tích cực không những giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra, mà còn truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, các tinh thiên đức báo hiệu quý nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất, chỉ cho bạn một hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn. Năm 2024 sẽ đem tới cho bạn cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của bạn khi được cấp trên hoặc đồng nghiệp đề bạt tiến cử. Bạn hãy tự tin đứng lên nhận lấy những gì xứng đáng thuộc về mình, cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đem lại lợi ích cho tập thể, chính là cách báo đáp mọi người xung quanh đúng đắn nhất. Với những người mới chập chững bước vào một công việc mới hoặc một môi trường làm việc mới, nhờ chịu tác động tích cực của sao Thiếu Âm, bạn luôn duy trì được tinh thần lạc quan tích cực, tự tin nói lên suy nghĩ của mình, những quan điểm mới mẻ của người trẻ sẽ giúp bạn gây ấn tượng với mọi người xung quanh, giúp tập thể tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Nhìn chung thời điểm này, bản mệnh hãy dũng cảm làm những điều mình cho là đúng, chỉ cần bạn có lòng quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn. Hơn nữa thời điểm này tiểu nhân lùi bước, bạn không còn phải quá đề phòng mọi người xung quanh, ai đến với bạn cũng là người có thiện ý. Bạn sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh môi trường nào, cốt là bạn không dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đạt được và ngủ quên trên chiến thắng. Thứ hai, về tình hình tài chính. Kỷ Mùi đang ở độ tuổi trung niên, vì thế nên việc tiết kiệm quỹ dự phòng luôn cần được chú trọng, mệnh chủ nên sống giản dị, không lãng phí, thanh tịnh để kiểm soát chi tiêu thật tốt, giúp năng lực tài chính của mình luôn vững vàng. Vận khí tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024 khả quan như mong muốn, mệnh chủ nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền, nên nguồn thu nhập dồi dào, số tài sản tích lũy cứ thế được gia tăng, bởi vậy cuộc sống gần như không có áp lực tài chính nào trong năm này. Với người làm công ăn lương, chính ấn và thiên ấn cho thấy bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, và như vậy thì bạn chắc chắn sẽ nhận được không ít tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng, cấp trên sẵn sàng thưởng cho những nhân viên cần mẫn và tài năng như bạn. Với người làm kinh tế, các tinh thiên đức sẽ giúp bạn hóa giải nhiều khó khăn bạn gặp phải trên con đường làm giàu, quý nhân luôn xuất hiện những lúc bạn cần nhất, cứu bạn thoát khỏi một bàn thua trông thấy, con giáp này cởi mở tốt tính nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn không những tự tìm được những đối tác phù hợp, cùng chung chí hướng với mình mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Năm nay là thời điểm thích hợp bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Chỉ cần bạn chấp nhận vất vả bôn ba một chút thì khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy vào trong túi bạn. Người làm lãnh đạo giữ được đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh và nhạy bén nên dễ đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem về lợi ích cho tập thể. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình khi đồng tiền dư giả trong túi. Các tinh thiếu âm khuyên bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chỉ cần bạn tốt bụng giúp đỡ người khác không toan tính, thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ lại. Thậm chí trong quá trình làm từ thiện, bạn còn có cơ hội kết thân với quý nhân hoặc những đối tác lớn. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Phương diện tình duyên của tuổi Kỷ Mùi khá bình yên trong năm 2024 này. Bạn đã biết chú ý hơn đến lời nói và cách ứng xử của mình, vì thế mà bạn được lòng mọi người xung quanh, nhận được nhiều sự yêu mến,
với những người đang có vết thương lòng hãy để quá khứ trôi qua và đừng dành thời gian để thương nhớ hay oán hận những người đã quay lưng lại với mình. Bạn hãy nhìn về phía trước và dành cho những người chân thành cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu kỹ hơn về mình. Với những người đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, bạn có một mái nhà đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu cho nhau. Vợ chồng bạn luôn tâm sự cùng nhau mọi chuyện và cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn. Cuộc sống gia đạo của Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn sẽ được ấm êm hạnh phúc. Là người giàu trách nhiệm trong gia đình, mệnh chủ luôn nghĩ cho gia đình, lấy người thân làm động lực để làm việc chăm chỉ. Với Kỷ Mùi, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất. Mệnh chủ trong năm này cũng nhận được những chia sẻ sự quan tâm chăm sóc từ phía người bạn đời và con cái nhiều hơn. Tình cảm vợ chồng ấm áp vì cả hai biết cảm thông, khoan dung, đồng hành cùng nhau. Giữa cha mẹ và con cái khó tránh khỏi những lúc bất đồng trong cách nghĩ, cách làm. Song đôi bên luôn cố gắng thử đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhờ thế mà không có mâu thuẫn nào gay gắt nổ ra, đôi bên cũng có ngày một thấu hiểu nhau hơn. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Bước sang độ tuổi 46, Kỷ Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, cân bằng giữa công việc và thư giãn vận động để luôn tràn đầy năng lượng tích cực, giảm sự căng thẳng lo âu là cách tốt nhất giúp cho sức khỏe ngày một tốt hơn. Dưới góc nhìn tử vi, đương số sẽ không gặp phải nguy cơ lớn lao gì về sức khỏe trong năm này, mệnh chủ duy trì được sức khỏe ổn định, tinh thần phấn khởi lạc quan. Nhờ vậy mà bạn có thể bắt tay làm mọi điều mà mình mong muốn, tham gia vào hoạt động muốn tham gia và đạt được mọi kế hoạch đã đề ra. Nếu mắc vào những căn bệnh mãn tính trước đó thì thời điểm này, do chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và tuân thủ lời bác sĩ, uống thuốc đều đặn, mà bạn cảm thấy bệnh tình của mình có dấu hiệu cải thiện, một số người gặp được đúng thầy đúng thuốc, thậm chí có thể chữa khỏi được bệnh trong năm này. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Nếu bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá, bạn sẽ dễ bị bệnh dạ dày, xương cốt hoặc các vấn đề về thần kinh. Bên cạnh đó, mệnh chủ nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa rượu bia và chất kích thích, thăm khám sức khỏe thường xuyên để biết được tình trạng sức khỏe của bản thân. Việc đi lại cần cẩn thận, sự an toàn cho mình cũng chính là giúp người thân cảm thấy yên tâm hơn. Tiếp theo là dự đoán về vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, để bản mệnh đoán định trước vận cát hung mà có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Có thể nói rằng, tháng 1 năm 2024 là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với tuổi Kỷ Mùi, bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thế kết quả. Tuổi Kỷ Mùi có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đón nhận những điều may mắn đến với mình ngay trong năm mới. Sự chăm chỉ chịu khó sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng, giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này trong thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bạn nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình, chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức là bạn có thể dần dần vươn lên khẳng định bản thân, khiến cho nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Quá trình chinh phục đỉnh cao, có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, nhưng nhờ tinh thần lạc quan tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua. Thậm chí trải qua những khó khăn bạn nhận ra được điểm mạnh của mình, hoặc kết giao được với những đối tác đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đôi bên có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Cát tinh tử vi cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông thuận lợi. Bạn có thể gặp được những người hướng dẫn chỉ đường dẫn lối, khiến những người còn đang băn khoăn với những sự lựa chọn tương lai thêm phần vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội học hỏi điều hay từ đối phương, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn nhiều. Theo tử vi tháng 1 tuổi Kỷ Mùi âm lịch, con đường tài lộc của Kỷ Mùi sẽ có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho phép bạn có những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình. Có thể ngay trong tháng này, bản mệnh không thu được một khoản bộn tiền, song mọi việc đang dần dần đi vào quỹ đạo, đồng lương chảy vào túi cũng đều đặn hơn, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu hay phải vay mượn người khác. Người làm ăn kinh doanh có khả năng giao tiếp giỏi, biết thuyết phục mọi người, nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những khách hàng đối tác của bạn trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Vì thế, hãy chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp nên dễ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, xứng đáng với những đóng góp cho tập thể.
bạn cũng có thể đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể vượt qua đường khó khăn, thậm chí đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Tử vi cát tinh cũng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi, do đó nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường nào, thì bản mệnh cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện bạn có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới, có thể áp dụng vào thực tế công việc, sự chăm chỉ cần cù, không ngại khó, không ngại khổ cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt tới thành công hơn. Về sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi thì không có nhiều biến động trong tháng 1 âm lịch này, bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự trao đổi với người đáng tin cậy. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 2 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tuổi Kỷ Mùi bước sang tháng mới có cát tinh trợ mệnh, nên vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, quý nhân xuất hiện mang tới cho bản mệnh những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, công việc trong tháng hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Tháng này, bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, không lo đơn thương độc mã, các hạng mục đều diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng sẽ được giải quyết nhanh gọn, tinh thần hăng say, giúp con giáp này đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến cho nhiều người xung quanh ngỡ ngàng, dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu làm gì bạn cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai vạn sự khởi đầu nan. Dẫu cho quá trình có vấp phải khó khăn thì cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu, Kỷ Mùi cần hết sức kiên nhẫn. Đặc biệt, khi nguyệt lệnh lâm mộ khiến cho tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ, hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có, bản mệnh có năng lực chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa mà thôi. Tin vui sẽ giúp cho tài vận của tuổi Kỷ Mùi chuyển biến tích cực, có những bước tiến đột phá trong tháng này, theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn, chính tài tăng nhẹ. Người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định, nên không lo thiếu thốn vì những năng lực mà bạn đang thể hiện. Bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh buôn bán đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn. Người nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này vì khá phù hợp, có điều. May mắn đến cũng có thể đi bất cứ lúc nào, quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng lợi tức, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, Kỷ Mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn nếu bạn chủ quan. Trong tháng nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của, Kỷ Mùi cần đề cao cảnh giác đừng bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật. Sang tháng 2 âm lịch, sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Dù vậy bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, do trong tháng có Bạch Hổ chiếu mệnh, hung tinh này có thể gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, nhắc nhở bản mệnh đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, cẩn thận khi sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà hay lao động chân tay. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Đón tháng mới này, vận trình của Kỷ Mùi đang trên đà thuận lợi về nhiều phương diện, cơ hội phát triển bày ra trước mắt.
Quan trọng là bạn có đủ để chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Nguyệt lệnh Lâm dưỡng báo hiệu, tháng này rất thích hợp để Mùi lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Sau giai đoạn thử nghiệm ở những tháng đầu năm trước đó, bạn cũng nên đánh giá lại những việc mình đã và chưa làm được, từ đó điều chỉnh các dự án cho phù hợp. Cát tinh trong tháng cũng khuyến khích Mùi tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của bản thân. Những người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn, những người chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Sự nỗ lực chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Thực tế trong quá trình làm việc, bạn cũng gặp phải những khó khăn như người khác, nhưng chính nhờ tinh thần không ngại khó ngại khổ nên đạt được mục tiêu, trong khi những người khác phải chịu thất bại. Nếu có thể sự vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn những chú dê cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình. Đặc biệt tháng này, Mùi còn có cả sao tả phù và hữu bật phù trợ, khả năng cao trong tháng có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là bạn có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh là điểm báo có thể xuất hiện cả tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ, đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu. Cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê, bạn được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy của kẻ tiểu nhân. Cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông sống bể. Theo tử vi tháng 4 tuổi Kỷ Mùi âm lịch, con giáp này được thiên tài hậu thuẫn nên càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban. Hứa hẹn doanh thu bất ngờ đáng để chờ đợi, nguyệt lệnh Lâm dưỡng vận, báo hiệu vận trình tài lộc của người tuổi này sẽ có xu hướng tăng dần, chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt, nóng vội lúc này chỉ khiến bạn dễ nhận về cay đắng. Đừng quên tháng có thiên cầu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn kinh doanh hay đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu. Họa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở tuổi này đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám, bạn nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó, đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây. Làm giàu cần quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng. Bạn có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân. Song đừng bất chấp tất cả mà làm liều, kẻo vướng họa lao ngục. Với người làm công ăn lương thì trong tháng thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn. Song bù lại túi tiền cũng rủng rỉnh hơn, khi vận khí dần ổn định bạn sẽ có thêm tả phù cát tinh nâng đỡ để thăng tiến dễ dàng, thu nhập sớm được cải thiện. Do đó hãy cứ xông xáo đảm nhận nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi, ngược lại nhìn thấy khó khăn mà thoái chí thì mãi nghèo đói, chẳng thể ngóc đầu lên được. Về phương diện sức khỏe, tuy không gặp phải vấn đề nào quá lớn, song Kỷ Mùi vẫn cần chú ý chăm sóc điều dưỡng sức khỏe mới đạt được thể trạng sung mãn nhất. Bạn có thể nhân lúc nguyệt lệnh Lâm dưỡng để xây dựng một chế độ luyện tập mới, kết hợp với ăn uống và nghỉ ngơi khoa học. Thói quen tốt này sẽ giúp bạn đẩy lùi được mọi bệnh tật. Việc đi lại di chuyển trong tháng cũng nên hết sức cẩn thận, kẻo vướng họa huyết quang do hung tinh quấy nhiễu. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 4 tuổi Kỷ Mùi âm lịch cho thấy, cuộc sống của bản mệnh lúc này có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên đây chưa phải là lúc nghỉ ngơi, bạn hãy tiếp tục nỗ lực để phát huy tối đa những lợi thế đang có nhé. Xem tử vi, thiên ấn xuất hiện trong tháng này báo tin vui cho con giáp tuổi Kỷ Mùi biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Nhiều người được nhận thưởng nhờ sự chăm chỉ và xử lý vấn đề khá khôn ngoan. Tuy nhiên vẫn có một số chuyện gây áp lực cho tuổi Kỷ Mùi, khiến bạn nghĩ ngợi căng thẳng. Đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi và có xu hướng lặp lại sai lầm. Cần chuẩn bị tâm lý khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm công việc, nên tìm kiếm cộng sự nếu có thể. Điều quan trọng là đón nhận sự giúp đỡ và sẵn sàng giúp đỡ người khác, bởi đó là con đường hai chiều. Tử vi tháng 4 tuổi Kỷ Mùi âm lịch chỉ ra rằng đây là cơ hội để bạn cải thiện tình hình không thuận lợi, tìm kiếm cơ hội đảm nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực. Sự thay đổi tích cực giúp bạn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào vấn đề chính, xem xét liệu thu chi có cân đối và hài hòa hay không. Hứa hẹn khi bạn làm tốt những việc trên sẽ mang đến một số tin vui về tiền bạc, nhưng cũng cần nhắc nhở bạn lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hình thành thói quen tiết kiệm,
bạn có thêm năng lượng và sự tự tin để giải quyết mọi áp lực một cách có trật tự, tìm kiếm cảm giác an toàn cho bản thân. Thông qua các mối quan hệ, bạn cũng có thêm cơ hội kiếm tiền. Những người đang học hành nghiên cứu có vận may, cơ hội thăng tiến tốt. Tử vi tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con giáp tuổi Kỷ Mùi. Cũng chỉ vì bạn lơ là chăm sóc cơ thể mình, có thể vì cố gắng đạt các mục tiêu khác trong cuộc sống, nên bạn đã bỏ bê việc cải thiện sức khỏe. Không những thế, ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh gây hại cho sức khỏe. Lúc này bản mệnh nên cố gắng sắp xếp lại công việc để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Thời tiết mùa này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn, khi mà thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên lưu ý hơn trong việc tạo độ ẩm cho môi trường sống của mình nhé. Ngoài ra, để giải tỏa căng thẳng thì cũng đừng quên dành thời gian sắp xếp lại không gian sống của mình. Một không gian ngăn nắp sẽ đem đến sự thoải mái trong tâm trí, thực hiện thói quen dọn dẹp đơn giản nhưng lại mang tới hiệu quả không ngờ đấy nhé. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận hạn cho tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 như sau. Có thể nói rằng năm 2023 là một năm bàn đạp để chuẩn bị cho những bước tiến thăng hoa và nhảy vọt của tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024. Tiếp nối vận trình khá hanh thông, năm Giáp Thìn hứa hẹn nhiều may mắn và thành công rực rỡ cho đương số sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Cộng thêm tinh thần lạc quan và một chút may mắn từ thiên thời địa lợi, tuổi Kỷ Mùi có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Trong năm 2024, tài chính cũng song hành với sự nghiệp thăng tiến mà không ngừng gia tăng, dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, đều đạt được mức tiền bạc như mong muốn, không những làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ rất nhiều cho người khác. Dưới đây là cách phòng tránh và hóa giải vận xui có thể gặp phải dành cho anh chị tuổi Kỷ Mùi. 1. Luôn nhắc nhở bản thân khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cát khí vượng, nhiều may mắn, thì đương số lại càng cần đề cao tính này, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn hoặc coi khinh người khác, kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng quản lý. Khi thiên thời địa lợi đã có rồi, thì cũng không được có tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm, trái lại nên tập nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy. Có như thế, Kỷ Mùi mới hoàn toàn có được cát khí từ vận trình, chủ động trong mọi tình huống và có thể thay đổi được chính vận mệnh của mình theo hướng như mong đợi trong năm 2024. Thưa quý anh chị, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế. Vì chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn anh chị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hợp tác chung nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, anh chị tuổi Kỷ Mùi nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm phần hanh thông thuận lợi? Tuổi Mùi và tuổi Tý. Trên phương diện kinh doanh, Tý và Mùi có thể trở thành cặp đôi lý tưởng hoàn hảo, họ cùng nhau giúp đỡ và xây dựng lên sự nghiệp vững chắc thành công. Tý sẽ là người dẫn đầu, chỉ đạo, quản lý công việc, còn Mùi sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp Tý thực hiện những kế hoạch dự án của mình. Tuổi Mùi và tuổi Sửu. Mối quan hệ của Mùi và Sửu khó có thể lâu dài nếu họ hợp tác làm ăn chung với nhau. Những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, bắt nguồn từ sự trái ngược nhau về quan điểm sở thích. Mùi có thể làm việc độc lập, cần sự kết hợp với Sửu, nhưng Sửu lại cho rằng đó là sự dựa dẫm ỷ lại. Tuổi Mùi và tuổi Dần. Mối quan hệ của Mùi và Dần sẽ tốt đẹp hơn nếu như hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau.
Hổ mạnh mẽ và sẽ luôn là tấm lá chắn bảo vệ Mùi trước những khó khăn. Ngược lại, Mùi sẽ là hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh giúp đỡ sự nghiệp của Dần. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp, đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Mùi và tuổi Mão. Nếu trở thành đối tác làm ăn kinh doanh, họ sẽ trở thành động lực và cùng thúc đẩy nhau phát triển đi lên. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, thành công lớn, thì hai tuổi này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi thực tế Mùi và Mão đều không có tài quản lý chỉ đạo, sẽ rất khó khăn để có thể lập lên một kế hoạch hoàn hảo cho công việc. Tuổi Mùi và tuổi Thìn. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Mùi và Thìn có thể cùng nhau hợp tác và thành lập một công ty riêng cho mình. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, mối quan hệ này tạo ra hiệu quả cao trong công việc. Không chỉ vậy, từ đối tác làm ăn, Mùi và Thìn sẽ trở nên thân thiết gắn bó với nhau như những người bạn thực sự. Tuổi Mùi và tuổi Tỵ. Cặp đôi này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu như họ hợp tác làm ăn với nhau. Tỵ liên tục đưa ra những ý tưởng độc đáo mới mẻ giúp đỡ cho Mùi phát triển sự nghiệp. Sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra với họ, bởi Tỵ và Mùi rất hợp nhau, đều có chung mục đích, lý tưởng. Tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, Mùi sẽ không thể nào chạy theo được những thay đổi bất chợt của Ngọ. Sẽ tốt hơn nếu như Mùi là người đứng đầu, quản lý công việc thay cho Ngọ, bởi những người tuổi Mùi luôn biết cách tính toán sắp xếp công việc. Tuổi Mùi và tuổi Mùi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai tuổi Mùi sẽ không mấy hiệu quả lý tưởng, bởi họ thường không kiên trì đối mặt với những khó khăn thử thách. Mùi có xu hướng sống an nhàn, hưởng thụ cuộc đời nhàn nhã, không có ý chí xây dựng sự nghiệp lớn. Tuổi Mùi và tuổi Thân. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Mùi và Thân khó có thể duy trì mối quan hệ lâu dài. Tuổi Thân làm việc theo cảm hứng, tự do, không thích bị ai chèn ép bắt buộc. Còn Mùi thì không thể tự mình giải quyết vấn đề, họ làm việc không theo một trật tự, quy định nào, vì thế tiến độ công việc không đều và hiệu quả không cao. Tuổi Mùi và tuổi Dậu. Sẽ tốt đẹp hơn nếu hai tuổi này trở thành đối tác làm ăn của nhau. Dậu có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác nhạy bén. Còn Mùi sẽ luôn đó góp những ý tưởng độc đáo sáng tạo, giúp công việc làm ăn của hai tuổi này gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tuất có lẽ là đối tác làm ăn thích hợp nhất cho tuổi Mùi, không chỉ giúp đỡ Mùi phát triển sự nghiệp mà tuổi Tuất còn khiến cho Mùi yên tâm. Bởi sự trung thành thật thà của mình, Mùi dù hay đa nghi nhưng sẽ không bao giờ cần phải đề phòng với sự trung thành của tuổi Tuất. Tuổi Mùi và tuổi Hợi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh, công việc của Mùi và Hợi sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu vang dội. Hợi có bản tính chăm chỉ cần cù, không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục tiêu, thì Mùi sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu khi trở thành đồng nghiệp của người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, người ta nợ bạn, ông trời sẽ trả lại cho bạn. Những thứ bạn mất đi đều sẽ trở lại trong tương lai dưới hình thức khác, được và mất, âm và dương, cấu thành nên thế giới hồng trần này. Do đó chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, tâm trí ôn hòa và mọi thứ sẽ diễn ra theo quy luật tự nhiên. Khi bạn mất đi một mối tình, ông trời sẽ bù đắp cho bạn một điều tốt hơn. Trong một mối quan hệ, bạn sẽ là người chân thành, sẵn lòng trao đi tình cảm của mình mà không giữ lại điều gì. Không ngờ bạn gặp phải người không xứng đáng, luôn phải chịu tổn thương. Đối mặt với tình huống như vậy, người ta thường đi theo hướng cực đoan. Một là nội tâm trở nên u ám. Hai là mất đi khả năng yêu thương, than thở và mất niềm tin vào thế gian. Việc cứ hành xử theo hướng cực đoan trong thời gian dài thì có thể khiến cho bản thân bị tổn hại. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn không bao giờ bị tổn thương, liệu bạn có thể hiểu rõ lòng người, có thể nhìn thấu chân tướng của thế gian không? Những trải nghiệm quý báu như thế này có được miễn phí hay không? Vì vậy, hãy yên tĩnh chờ đợi sự an bài của thiên ý. Khi bạn sống và trưởng thành hơn, bạn sẽ gặp được những mối quan hệ tốt hơn và những người tốt hơn. Những ai thật sự thuộc về bạn thì họ sẽ tự đến. Hãy tin rằng sự phó xuất của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ xuất hiện ở thời điểm mà bạn ít ngờ nhất. 2. Thiện ý cuối cùng sẽ được thiện báo. Chúng ta có thể cùng suy ngẫm về một câu hỏi: liệu sống một cách thiện lương thì sẽ tốt hơn hay là sống một cách ác độc mới tốt? Không có câu trả lời tuyệt đối. Đối với những người quân tử, chúng ta nên giữ tấm lòng lương thiện và đối xử tử tế với họ. Nhưng với kẻ tiểu nhân, chúng ta cần phải cứng rắn và quả quyết hơn. Nhưng tổng thể mà nói, chúng ta vẫn phải lấy thiên ý làm chủ. Vậy tại sao chúng ta có hiện tại lại mất đi tấm lòng thiện lương, mất đi khả năng nhận thức vẻ đẹp? Bởi vì tất cả chúng ta đều bị quan niệm vật chất dẫn dắt lạc lối và tin rằng việc theo đuổi danh vọng lợi ích là đúng. Đừng lo lắng về việc lòng tốt của bạn sẽ không được đền đáp. Nhân ác, nhân phạ thiên bất phạ, nhân thiện nhân khi thiên bất khi, kẻ ác người sợ trời không sợ.
Người hiền khi khinh trời chẳng khinh, lòng tốt của bạn cuối cùng cũng sẽ được thiện báo. Tiền bị mất trở về sẽ dưới một hình thức khác. Ở thị trấn có một cặp vợ chồng hiền lành và tốt bụng đã cho em trai vay mượn 350 triệu để vượt qua khó khăn. Sau đó em trai không trả nợ mà coi họ như là kẻ thù. Cặp vợ chồng rất tức giận. Chúng tôi đã cho cậu mượn tiền, không đòi tiền lãi, nhưng cậu lại lấy oán báo ân. Tiền gốc không trả, lại coi chúng tôi như kẻ thù. Sao có thể như vậy được? Nhiều năm sau, đứa con của cặp vợ chồng đã lớn lên, khởi nghiệp thành công và kiếm được một khoản tiền lớn. Toàn bộ gia đình trở nên giàu có nhà mới và xe mới. Cuộc sống trở nên sung túc hơn, mặc dù em trai vẫn không trả nợ. Nhưng khi nghĩ đến con cái thành công, cặp vợ chồng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Họ tự nghĩ, mình chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn con cái sống tốt là được. Nếu tiền bạc và của cải bị kẻ khác lấy đi mà có thể lấy lại kịp thời, chúng ta sẽ không bị thiệt hại gì. Nhưng nếu không lấy được, bạn sẽ phải chịu tổn thất lớn trong một thời gian. Tuy nhiên, tiền và của cải đã bị đánh cắp có thể tạo cơ sở cho tương lai, để chúng ta hoặc con cái có một cuộc sống tốt hơn. Trong thực tế, vẫn thường có những trường hợp như vậy xảy ra. Và cuối cùng là tu tâm tích đức. Khi gặp uất ức và bất công, có người nói rằng con người chỉ khi gặp khó khăn và gian khổ thì mới có cơ hội tu tâm dưỡng tính biết đức, tu nghiệp. Những lúc giàu có và hạnh phúc, bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì, làm sao có cơ hội để tu tâm chứ? Chỉ khi đối mặt với những gian nan khốn khó, con người mới học được cách rèn luyện tâm tính, bước đi trên con đường của riêng mình. Hơn nữa, để có được sự phồn thịnh và hạnh phúc, người ta cần phải trải qua nhiều khó khăn. Những người giàu có và quyền lực, ai biết được họ đã phải chịu bao nhiêu khó khăn. Đừng nghĩ rằng ông trời sẽ đặt trước bánh ngọt trước mặt mọi người. Trong thế giới xô bồ này, sự bất công là điều bình thường, sự oan trái là điều tất yếu mà con người phải trải qua. Hãy buông bỏ những lời phàn nàn và oán hận đối với thế giới. Thay vào đó, hãy giữ cho tâm hồn nhẹ nhàng và bình tĩnh, thong thả nhìn những bông hoa trên sân. Tàn mạn theo những đam mê ngoài trời, tương lai như thế nào sẽ do trời định đoạt. Những ai thuận theo tự nhiên sẽ được hạnh phúc. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi vừa chia sẻ ở trên sẽ hữu ích với quý vị. Và cuối cùng xin kính chúc quý vị và người thân luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.